Ok, các bạn cứ mua về để cho bố mẹ ông bà uống thử xem nào. Không phải, em phải nước nóng. Dạ, hộp này là 15 gói ạ. Để xem có nước nóng. Ờ, pha muộn quá rồi. Đây đây, pha nước bóng bên này cơ mà. Ôi, thế lúc bọn cháu nhầm, pha nhầm nước rồi. Nuôi pha ở giữa à? Vâng. Ui giời. Ui. Đông trùng hạ thảo nha mọi người, hạn sử dụng và hạn sản xuất sẽ ở đây nha. Sẽ ở đằng sau này nha, cái này uống vào giúp mọi người. Một hộp có 15 gói ạ. Cái này giúp mọi người uống là là gì nhỉ chú nhỉ? Đấy, ở đằng sau. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Ngủ ngon, tinh thần là sảng khoái thoải mái. Mọi người ơi, tăng sức đề kháng, giúp ngủ ngon. Giảm. Còn bao nhiêu suất nữa ơi? Lịch bao nhiêu suất nhỉ anh nhỉ? 100 suất đấy. 100 suất. À chết rồi, 70 suất. Chỉ hỏi Luca được thôi đúng không? Còn 70 suất. Ở bên đây có xem được đúng không? Có, đây nó có cái số lượng này. À còn 70 suất à? Còn 70 suất nữa. Đã 70 suất nha, còn 70 suất nha cả nhà mình nha. Pha ra nó sẽ như này nha mọi người, trước khi đi ngủ mọi người uống một cái nha. Xem chăn đi ngon mà công nhận uống trà này dễ ngủ với ăn ngon. Văn Phạm cảm ơn nhé, có hiện tại là có rất là nhiều bạn đã uống và sử dụng cái trà tứ vị này của bên Duca rồi. À. Nhưng mà lâu lâu thì anh mới bán trở lại. Lâu lâu bán trở lại. Lâu lâu bán mới bán trở lại bởi vì là để các đại lý bán để 10 phút cho file ra. À, để 10 phút. Đấy. Thì để em để 10. Rất là mọi người ta dùng giá sao anh? Giá thì hôm nay là giá là 199k. Hôm nay phiên live của Linh Kế Anh là mình để còn có 120k thôi. Nhưng mà nhiều bạn có cái voucher ấy, cái voucher tùy nick sẽ còn rẻ hơn nha mọi người. Chỉ còn có những người 90k mới 104k thôi. Đây là đông trùng tứ vị nha mọi người. Nhập 10 hộp uống để dành có được không? Ôi thế thì tốt quá, cậu cả. Cảm ơn cậu cả nhiều nha. 30k ship là rẻ rồi đó mọi người ơi, 30k ship là quá là rẻ luôn rồi. 46k ship. Sao 46k ship đây, chắc ở bạn ở xa à? Không, khả năng là dùng hết voucher ship rồi. Chị ơi, chị thử dùng đổi mọi người đổi nick khác, chị đổi nick khác để mua được không ạ? Thường những ai mất ngủ thì mình sẽ uống vào buổi tối nhá. Cái này có thể là uống sai một sáng, uống vào buổi sáng hoặc buổi tối. Đấy. 60k á. Trước khi ăn cơm. Quảng trước khi ăn sáng thì là uống tốt nhất. Quảng Ninh ship 10k thôi, ok. Cô giáo không đi dạy nữa à? Cái này là sản phẩm, không phải là thuốc thay. Cô giáo bây giờ mất dạy thôi. Cô giáo bây giờ mất. Cô hỏi nhiều thật luôn đấy, từ sáng ấy. Uống thơm lắm, ăn cả sợi, đúng rồi các bạn ơi nhá. Cái này là ăn được nhá, sau khi mà uống hết thì mình có thể là sử dụng hết. Ở trong này có cả cái thành phần vân chi, nấm vân chi. Đúng không? Em cầm từ đấy mà. Có cả táo đỏ này, có cả kỳ tử đây. Không, cái này không phải là cái gì cái chất. Cái này là trà, mình đang nói là trà, mình đang nói là trà nhá. Trà và kỳ tử là có bốn vị ở đây. Đấy. Không đấy. Cái gì? Đây cho pha cái này một hộp là có 15 gói, bên trong là mình sẽ dùng được trong vòng 2 tuần đấy, nếu mà một ngày chỉ uống một tầm mà một gói thôi, một ngày một gói nhá, một ngày uống một gói thôi, tầm khoảng 300ml đến 500ml tùy vào cái đồ đậm nhạt của cái tùy vào đồ đậm nhạt của mọi người nhá. Cô giáo xinh quá, uống đông trùng vào càng xinh hả? À cái câu cô giáo nó xinh quá là anh đọc ở đây. Còn cái câu mà uống đông trùng vào càng xinh anh chế. Uống này là dễ ngủ à? Dễ ngủ. Chú đừng đọc cái comment này nha. Có những cái hỏi tào lao đấy. Có những đấy, các bạn là cứ mệt mỏi đấy, mệt mỏi mà sức đề kháng mà hơi thấp và kém thì nữa. Quế anh uống đi, review đi. Đây nha mọi người. 108k một hộp, vô mưa 10 hộp mà 1.222k phí ship cao quá. Quá? Sao lại bị phí ship cao quá nhỉ? Đây nha mọi người ạ, một hộp có 15 gói ạ, em đang dùng đây ạ. Em tuổi trẻ nhưng mà em hay bị mất ngủ lắm mọi người ạ. Đây bây giờ biết được đến cái này. Bây giờ làm nào? Bây giờ phải làm thế nào? Uống được 15 lượt nha mọi người. 15 hôm đấy. 15 hôm nha. Bởi vì là phải đăng ký trước mới có voucher rồi. Không có voucher à? Không có voucher. Bởi vì hôm nay là hơi hơi vội để ra xem nào. Nhưng mà mình đã giảm từ công ty xuống rồi mà. Đây là giảm công ty thôi. Còn đây là TikTok phải cho voucher nữa cả. Công ty không có voucher à? Đợi cái máy chới tóc á. Mọi người đẩy lên cho em 1k view đi. Em sẽ
cho mọi người cái giá ưu đãi hơn giá 120k nha mọi người ơi. Đúng rồi. Mọi người để cho em lên 1k view đi, bọn em sẽ lấy giá ưu đãi hơn là giảm hơn sâu hơn nữa. Đó. Đây bọn em đang xin voucher đấy ạ, bọn em đang xin voucher ship đấy ạ. Mọi người đẩy lên cho bọn em view đi. Để bọn em xin deal free ship cho mọi người nha. Cái này uống rất là tốt luôn ấy. Em đây, em cũng vừa mới uống đấy. Những cái này mọi người đều có thể uống được nha. Uống vào sẽ dễ ngủ á. Ăn thêm bị mất ngủ á. Những cái này mọi người ăn được luôn. Vừa mới. Đang nó sức mới thì thơm ngon mà bạn uống nha. Vị nó là vị nhạt nhưng mọi người nó sẽ so với mình thì mình sẽ thấy hơi khó uống một chút, kiểu hơi khó ấy, hơi khó uống. Ngày hôm nay là trà này cả nhà em thích luôn, trà này cả nhà em thích luôn à? Trời ơi, chị cũng bắt đầu thích nó đấy, lúc mới đầu ấy, bởi vì nó là đông trùng tứ vị mà mọi người, nên là nó có vị là hơi khó uống một chút, nhưng mà cái sản phẩm tốt cho sức khỏe thì nó thường thường như thế. Thế là mình có thể ăn được luôn nha mọi người. Ừ. Mọi người ơi, bọn em lên cái này thêm một chút nữa thôi nha. Bây giờ là kiểu giới thiệu cho mọi người thôi. Đúng rồi. 30. Ngày hôm nay hơi bị trục trặc kỹ thuật cái. Đợi đến 30 nha mọi người ơi. Đợi hơi bị trục trặc kỹ thuật là mình nhưng chưa mà xin cái được giá đây thì rất là hơi rồi nha mọi người ơi. Chưa xin được thêm cái voucher của TikTok nữa thì hơi vội đấy. Và cái free ship là cũng chưa xin được. Đấy nên là sẽ để dành hôm sau. Để dành hôm 30 nha mọi người. Và hiện tại thì bây giờ thì mình vẫn để ở trong giỏ hàng nhé. Ai có nhu cầu mua. Đấy, ai có nhu cầu mua thì vẫn có thể là mua ở trong giỏ hàng. Đấy, ví dụ đây. Các bạn nào mua mà chưa có cái bình này thì vào mua cái bình này. Đấy, mua trà, mua cái bình này đúng không? Đẹp đôi luôn. Đẹp đôi luôn. Ừ, đúng không? Đúng rồi. Đúng là một đôi luôn gì đó. Giá trời ship bởi vì là chưa có mã free ship. Hôm nay là chưa có mã free ship. Rồi cảm ơn bạn Kiều Anh nhá. Ừ. Đã mua anh Sơn. Em cảm ơn anh Sơn, cảm ơn chị Kiều Anh. Bởi vì là cái thời gian vừa rồi là cũng rất nhiều người nhắn tin. Mình biết là nhắn tin thơm nhỉ, cái này thơm nhỉ. Đây, táo đỏ ăn luôn à. Táo đỏ kỳ tử ăn luôn. Nhắn tin hỏi là sao không bán, nên là mọi người cũng hay chờ cái ở các cái dịp giảm giá ấy, chứ không thì ở trong shop của Duka vẫn là đang giá 199k. 199k một hộp đấy. Ai mà mất ngủ các kiểu là mọi người nên mua mấy cái này nha. Uống thì chỉ cần uống một vài lần thôi đã thấy hiệu quả rồi, uống một vài gói thôi, 3-4 gói đã thấy là đã muốn gọi là uống xong buổi tối là 90k mà ship cao quá. Ừ. Thôi mọi người đợi đến phiên sau nha. Phiên sau thì mọi người đợi đến phiên sau. Phiên sau mình sẽ xử lý xin cái phần ship của TikTok. Voucher ship nha. 10 hộp không thấy free ship nữa mọi người mà giá lại cao nữa. Cậu cá ơi, mình đợi đến phiên 30 nha để bọn mình xin cái mã free ship cho mọi người. Chứ không thì cảm ơn mọi người đang xem đá bóng. Sao? Ừ, đi xem đá bóng hết rồi. Ai mà được free ship hoặc là tiền ship mà dưới 20k thì mọi người mua nhanh cho em nha. Còn rồi. Ai mà trên 30k tiền ship thì mọi người chờ em đến ngày 30 đi. 30 em sẽ xin mã free ship cho mọi người nha. Đúng rồi. Cái giá 2 phút nữa. Đúng rồi. 2 phút nữa nha. 2 phút nữa là sẽ qua ai free ship qua thì mua cho mình rồi. Nha. Bởi vì là mọi hôm nay có giá ưu đãi chỉ có 120k thôi mọi người ạ. 120k sử dụng trà tứ vị đông trùng hạ thảo. Không có một cái gì tuyệt vời hơn rồi. Đấy. 19 giờ mới đá mà mọi người tầm này đã bắt đầu chờ dần rồi. Đang giờ ăn cơm. 19 giờ là còn bao nhiêu view nữa? Sợ lại toàn những hôm mà đá bóng với lại gì. Hôm nay là ngày thành lập đoàn. Đúng rồi, mọi người đang đi ăn uống rồi. Đang đi meeting kỷ niệm rồi. Chị cũng không biết luôn đấy. Theo giờ bóng đá là mọi người sẽ đi xem bóng đá. Điện thoại đâu nhỉ? Ai ở nhà ngồi xem live cho được. Một phút nữa thôi nha mọi người, một phút nữa mình sẽ qua mã nha. Một phút nữa sẽ qua mã nha mọi người ơi, sẽ không có cái giá này nữa đâu nha mọi người. Giá niêm yết là bao nhiêu nhỉ? 190k à? Cái này còn không để giá niêm yết luôn đấy. À thả thêm cái chibook à? Thả kiểu gì nhỉ chú nhỉ? Chú ơi thả kiểu gì đây để cháu thả nào. Chibook là cái gì? Chibook là cái hộp quà hay sao ấy? Đây. Để cháu thả cho một hộp nha.
Để mọi người đang đi ăn cưới á. Ủa, làm sao? Thả cái này. Chuẩn bị thả nào? Đâu thả như nào? Để kéo view ấy. À... số lượng. Đây, 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 đây nha. 100 xu luôn nha mọi người ơi. 25 người nha. 25 người nha mọi bắt người. Bắt đầu lại, bắt đầu lại. Thả chim. Thả chưa? Đây đang đợi. Đấy. Rồi, qua bên kia. Thả xu rồi nha mọi người ơi. À bây giờ lại còn có thả xu. À, bây giờ mình biết à. Đó. Mọi người nhận đấy xong lại áp vào đúng không? Thả xu. Rô. Đó, mọi người ơi. Đúng rồi đấy, đang thả đấy. 2 phút nữa kìa. 3 phút nữa. Rồi. Một cái hộp quà đấy thì bao tiền? Tầm 100 xu hay bao nhiêu xu vậy ạ? Ôi, có nhiều xu thế à? 100 xu rẻ mà chú. Một hộp 100 xu mà thả 26 hộp cơ mà. Đâu, tổng là 100 xu hả hay sao? Tổng là 100 xu ạ. 100 xu một hộp. À. Mờ quá ạ, à. Sao mà mờ ấy? Và vẫn là 4 người đang mua. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Để hôm sau là... Mọi người đợi đến hôm 30 sau sẽ chỉnh chu hơn. Chỉnh chu hơn. Ngày hôm nay là... Ok à. Vẫn là cái giá ưu đãi này 120k. Nhưng mà ai mà có mã free ship thì mua ngay hôm nay cho em nha. Còn ai mà không có mã free ship thì 30 nha mọi người ơi. Ai mà muốn thử thức ngày hôm nay. Ok rồi nha mọi người ơi. Này chị bảo là link cái... Chê quyết điểm. À chê quyết điểm. Chê quyết điểm the same. Chê quyết điểm the same nha mọi người. Chê quyết điểm the same nha mọi người ơi. Đâu nhỉ? Ở trong cái hộp kia kìa chị. Hình như ở cái hộp ở ngoài kia. Sao ấy? Nam Hoàng lấy cho cái. Chạy lên. Đây các bạn. Check quyết điểm rồi xem. Như của mình sử dụng màu 1.5 nha. Tẩy trang rồi mọi người ạ. 1.5. Ok, ghim lên cho mọi người rồi nha. Đã đi biết là 2.5 sai đấy mọi người. Đây, vẫn dùng bình thường, vẫn xem bình thường mà. Mọi anh Hoàng ơi, lấy anh lấy sạc bình đây đó. 200k nha. Sạc bình, sạc bình. Đây, đây, đây. Lát quá à. Anh kéo cái này lên của em. Cái cắm đấy ạ. Cái ổ điện. Các em che khuyết điểm của đợt xem nha mọi người ơi. 200k hôm nay chỉ còn. Ơ bị lag à. Hơi lag à. Ổ rồi mà. Ui, 200k nay chỉ còn 95k nữa thôi mọi người. 95k chỉ có 20 suất đầu tiên thôi nha. 20 suất thôi nha mọi người. Màu 1.5. Mình thì dùng màu 1.5 nha. Cái da của mình thì sẽ là dùng màu 1.5. Nếu như mà ai chưa biết mình dùng màu gì thì có thể comment cái lần comment lên da trắng hay da ngăm hay là da vừa vừa cho em nha. Em tư vấn cho nha. À, cần em sẽ... Được rồi, đây che khuyết điểm nha. Che khuyết điểm đây vùng mắt thì lấy cho em từng này thôi.